Chào cả nhà nha. Hôm nay thì mình có làm một cái món ăn rất là đạm bạc luôn, nhưng mà mình chia sẻ đến cả nhà cái cách làm cái món này á, thì nó rất là đơn giản. Đó là cái món đậu luộc. Đậu này á, thì ai cũng biết luộc hết trơn rồi, mà để cho cái món đậu luộc của mình á, nó vẫn giữ được cái màu xanh và cái độ ngọt bóng mượt á, thì mình chia sẻ đến cả nhà cái mẹo nhỏ. Nếu mà các bạn thích cái món này á, thì mình cùng vào bếp để làm nha. Sáng nay thì mình có mua được cái bó đậu đũa này. Cái bó đậu này thì 1 kg mình đã lặt xong rồi, mình cũng rửa sạch luôn rồi. Cái bó đậu này tuy cái trái nó lớn nhưng mà nó non, rất là non luôn cả nhà. Khi mà mua đậu thì mình lựa cái trái mà nó non gì nè, còn non gì nè thì mình luộc thì nó cái độ ngọt nó mới ngọt nhiều và nó không có bị dai nữa. Như mấy cái trái này thì nó lớn như vậy á, nhưng mà nó còn non, rất là non, nó giòn luôn à, quá chân giòn luôn, nó tươi xanh luôn. Mình mua đậu thì mình lựa tươi như gì nè, thì mình luộc á thì cái cọng đậu á nó mới ngọt là nó ngon. Còn như mà cái đậu mà nó già quá thì nó mất đi cái độ ngọt và nó dai, mình ăn cũng không được ngon ha. Rồi thì mình đã rửa sạch hết trơn rồi nè, rồi bây giờ thì mình sẽ đem đi luộc. Hôm nay thì mình chia sẻ cho cả nhà cái cách luộc đậu sao mà để cho đậu nó xanh tươi ha, mà nó giòn bóng mượt. Rồi hồi á thì mình sẽ luộc phần nửa thôi, tại vì cái này cái gỗ này thì cũng nhiều lắm, luộc hết thì mình ăn không hết á. Rồi thì mình đã lặt xong rửa sạch rồi, bây giờ mình sẽ đi bắt nước nha. Rồi bây giờ thì mình cho vô nồi khoảng 1 lít nước, mình cho nước nhiều nhiều để cho mình luộc đậu ngập cái mặt đậu nha, thì đậu nó sẽ không có bị đen. Nếu mà nước ít á, thì đậu nó nổi lên trên á, thì á, cái cọng đậu nó sẽ bị thâm nha. Rồi bây giờ mình bật lửa mình nấu cho thật là sôi, đậy nắp lại để cho nước mau sôi nha. Nước thì lúc này lên tim rồi nè. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho vô đây là nửa muỗng cà phê muối. Mình cho muối vô đây để khi mà mình luộc đậu xong thì đậu nó có cái vị rất là vừa ăn luôn nha, và nó cũng giữ được cái màu nữa. Và đây là nước cốt tắc nè, mình có 1 muỗng ăn canh, mình sẽ cho vô đây cho nước cốt tắc vô để cho đậu mình luộc lên nó vẫn giữ được cái màu xanh. Và đây là dầu ăn, mình cho vô đây khoảng là 1 muỗng ăn canh để khi mà đậu, khi mà mình luộc xong thì đậu rất là bóng mượt luôn. Rồi bây giờ thì nước sôi trở lại nè, mình để nước cho thật là sôi luôn nha. Rồi mình sẽ cho đậu vô để luộc. Mình đổ nước như vậy nè, cho nhiều, cho ngập đậu như vậy ha, thì mình luộc đậu không có bị đen nè. Nếu mà mình để nước ít á, đậu nó nổi lên như vậy á, nổi thì đậu sẽ bị đen nha. Rồi đó, mình sơ qua sơ lại xong rồi mình đậy nắp lại. Mình đậy nắp lại thì mình chỉ áp dụng cho luộc đậu thôi, còn như là luộc rau thì mình không có đậy nắp nha. Mình luộc rau thì mình cứ để đại vậy, mình không có đậy. Rồi bây giờ thì cái thời gian mình luộc là khoảng 5 phút. Khi mà mình luộc được khoảng chừng 3 phút thì mình dở nắp ra để mình sơ nha, sơ cho đậu chín đều. Mình đậy nắp như vậy thì mình luộc thì đậu cũng mau chín hơn. Cái món đậu luộc này thì mình rất là thích luôn. Mình luộc xong rồi đậu rất là ngọt luôn. Nó ngọt mà nó ngọt tự nhiên, chứ mình không có bỏ đường nha. Còn cái món xào thì mình ăn có dầu mỡ, thường thì mình hay có bị ngán, cho nên nó mỗi khi có đậu này thì mình hay có luộc như vậy nè, mình chấm nước cá, nước thịt hoặc là tương, hay là mình chấm nước tương thì cũng rất là ngon nữa. Mà cách làm thì cũng rất là đơn giản, nhanh lắm luôn, chừng vài phút là xong rồi. Cái này mình luộc thêm khoảng 2 phút nữa là được rồi đó. Đậu thì rất là dễ luộc luôn, nhưng mà để luộc sao mà cho cái cọng đậu nó ngọt và nó vẫn giữ được cái màu xanh thì mình cũng có một chút bí quyết nhỏ, và hôm nay mình chia sẻ đến các bạn.
đậu mình thấy như vậy là đã được rồi nè. Nếu mà thử cho đậu chín hay chưa thì bây giờ mình lấy một cọng đậu mình thử như nè, mình bẻ thử cái đậu mềm chưa đó, như vậy là đậu chín rồi. Rồi thì mình sẽ gấp ra, tắt bếp. Đậu này thì rất là tốt, cái cọng lớn lớn bự bự không nè, nhưng mà rất là non nha, chứ không phải cọng bự mà già. Tại vì đậu tốt á, người ta trồng tốt quá chừng luôn. Rồi thì đậu mình đã chín, mình gấp ra xong rồi là nóng hổi luôn. Thì hôm nay mình sẽ ăn kèm đậu luộc với cái món này nha. Đây là keo chao. Keo chao này thì mình mua ở chùa Chán Kiểu nha cả nhà. Ở chỗ mình thì đặc biệt là chao ở dưới chỗ đó thì rất là ngon. Mỗi khi mình đi Bạc Liêu là mình về mình hay ghé cái chỗ chùa Chán Kiểu này nè. Đặc điểm của chỗ đó là bán chao rất là ngon luôn. Mà cái kèo chao này không có quá mắc tiền nha, rất là rẻ luôn mà ăn ngon cực kỳ luôn đó. Chao này thì chỉ mình múc ra mình ăn thôi chứ mình không có nêm đường gì thêm hết trơn, rất là vừa ăn luôn. Mà chao thì béo cực kỳ béo luôn á. Thì bây giờ mình sẽ múc ra một ít. Rồi như vậy là bắt đầu mình sẽ chấm với đậu, không có cần nêm đường bột ngọt gì thêm nữa, mà chỉ có cái chỗ này là bán chao này vừa ăn thôi, chứ mình mua chỗ khác là chao rất là mặn luôn nha. Đó, như vậy là bắt đầu mình sẽ chấm vô. Cái món này thì mình làm món chay cũng được, mỗi khi mà gầm 30 rồi đó, mình có muốn ăn chay thì mình làm cái món này thì mình ăn rất là ngon luôn nha. Rồi như vậy là cái món của mình đã xong rồi đó cả nhà. Thì mình vừa chia sẻ đến cả nhà cái cách luộc đậu sao để cho đậu xanh giòn bóng mượt và vẫn giữ được cái độ ngọt. Nếu mà các bạn thích cái cách làm của mình thì mỗi khi nào mà các bạn ngán thịt hoặc là cá đó thì mình làm cái món này để mình dùng thì rất là ngon, không có bị ngán. Video mình đến đây thì mình xin tạm dừng và hẹn gặp cả nhà mình video sau nha.